Chào mừng lại chào toàn thể anh em hôm nay. Chào mừng lại tiếp tục giới thiệu về kèo và cầm. Thì cầm của kèo mềm ở đây là có Lothar Wieder, cầm Lothar Wieder, và sau này nếu còn loại nào mới thì kèo mềm sẽ giới thiệu tới cho anh em tiếp. Và kèo thì kèo mềm ở đây có kèo hai loại, một loại đó là H&M và một loại đó là kèo mềm cũng là chị dây sản xuất ra ha anh em ha. Thì nhiều anh em cũng hỏi là phương thức bán hàng bên kèo mềm như thế nào, thì kèo mềm nó luôn ship code tận tay anh em, ship code nhưng không cho kiểm tra hàng, thì mong anh em thông cảm. Tại vì bây giờ nó thẳng ra là luật pháp của nước mình á, họ cũng rất là căng thẳng, cũng đang rất là căng, nên mong anh em thông cảm cho cái sự bất tiện đó. Thì như anh em cũng thấy rất nhiều anh em bán, thường tâm lý của người mua ở đây nó phải như thế nào? Tâm lý người mua, người ta luôn tìm một chỗ đó là an toàn, uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng để mua. Thì thật sự cái điều đó nó sẽ xảy ra với một tình trạng đó là uy tín có nè, an toàn có nè, nhưng giá phải chăng chưa chắc đã có. Thay vì như thế này, hôm qua mình có đi Vinmart, hôm qua em có đi Vinmart mua một chai dầu gội hand shoulder để về gội đầu. Thì thông thường mua ngoài tiệm tạp hóa nó chỉ có khoảng chừng cái chai đùi 70-80 ngàn thôi, nhưng mà vô Vinmart nó tới 150 ngàn. Thì có hỏi mọi người thì nói là hàng ở ngoài á nhiều lúc là không phải là hàng đảm bảo, đó là hàng thật đó. Thì muốn kể câu chuyện đó ở đây để làm gì, để cho anh em hãy tìm hiểu kỹ càng từng loại nguồn hàng trước khi mình mua, để mình tránh cái tình trạng thứ nhất là làm giàu cho mấy người lừa đảo, thứ hai mình bỏ đồng tiền ra mình sẽ nhận lại nguồn hàng xứng đáng đó. Bây giờ cho anh em xem hai loại kẹo đó. Đây, bên trái là kẹo mềm ha, thì đây kẹo mềm, còn bên phải nó là kẹo H&M. H&M lúc nào nó cũng có cái váy á, anh em nhìn là anh em thấy đúng không, đều đẹp đó. Bây giờ qua cái cầm, đây là phần Lothar Wieder cho anh em. Anh em nào mua thì cứ liên hệ tới cho em sẽ ship code đầy đủ cho anh em. Anh em xem khương, trên rất đều đẹp. Cầm này có chỗ cơ là 2 phân anh em nha, và bao cho anh em một cự ly đó là 80 mét. Và sau này em có những loại cầm mới em sẽ giới thiệu tới cho anh em. Thì khi anh em mua cầm thì anh em mua kẹo luôn của anh em, ví dụ như bị lỗi em sẵn sàng em đổi, một là kẹo hai là cầm. Chứ bây giờ mình mua cầm bên này kẹo bên kia mình vẫn không hợp á, thì anh em đổi chắc người bán cầm hay chắc người bán kẹo thì thôi, bây giờ mua cầm mình mua luôn kẹo thôi. Đặt chọn niềm tin vào một người, mình đặt chọn niềm tin vào. Rồi, anh em nào mua thì cứ liên hệ cho kẹo mềm nha. Một cây thì như như nhau hết á, tất cả đều như nhau hết đó. Đồ theo cái đơn hết anh em ha, giá cũng rẻ. Đó, thương anh em, rất đều đẹp rồi.